chất không anh em? Cái này mà độn vào trong cục sạc nào đấy thì chắc là Kênh này không nhận tiền quảng cáo, chỉ review xanh chín mà thôi. Muốn biết thêm điều gì thầm kín, hãy vào group kiếm admin. chào các bạn, mình là Huy. Nay mình lại có đồ chơi mới, mời anh em đập hộp và trải nghiệm cùng mình nhé. Đây là đế sạc không dây mới theo chuẩn sạc Qi2 đến từ Urin. Cái đế này trong đợt sale 15 tháng 9 nó sale còn 620. Đợt đấy là cả hai cái đế Qi2 của Urin nó đều sale đồng giá còn 620 các bạn nhé. Mình có đăng deal lên group cũng như là lên YouTube thì không biết là các anh em lên thuyền đợt đấy đã nhận được hàng chưa. Mình nghĩ là anh em đã nhận được hết rồi, tại vì mình cũng đã nhận được mấy hôm rồi cơ, nhưng hôm nay thì mới sắp xếp được thời gian để đập hộp và test các bạn. Bây giờ mình cũng đang quay tranh thủ lúc đêm. Đó. Đây là cách đóng hộp của cái đế Qi2 này. Phải nói là gần đây Urin ra rất là nhiều mẫu sản phẩm Qi2, và với một cái mức giá ngay ở thời điểm mới ra mắt như này mà nó khá là thường xuyên sale với một mức giá rất là cạnh tranh, thì mình cũng cố gắng là săn sale những cái sản phẩm Qi2 càng sớm càng tốt để lên video ấy. Vì mình nghĩ là nó sẽ là cái xu hướng rất là sớm trong tương lai, và rất là sớm thôi nó sẽ sale xuống một cái mức giá mà có thể coi là phổ cập. Urin thì lúc nào cũng vậy, mình mua ở thời điểm này có vẻ như vẫn còn hơi hơi đu đỉnh. Thế còn về sau thì hy vọng là khi có mức giá tốt thì anh em thấy nó sale có thể lên YouTube tìm thấy video của mình, và video của mình thì có một chút thông tin nào đấy có ích đến cho anh em về những cái sản phẩm như này. Cái đế này thì nó thiết kế theo cái này gọi là ngôn ngữ thiết kế đúng không? Giống mấy con Urin, Robogan và Uno ấy, thì cái này nó giống con Robogan nhưng mà nó lại đặt tên là Urin Uno các bạn nhé. Thì nó có mặt chờ này, ở đây là có mặt khi mà sạc đầy này, đó, 2 in 1 này. Đây, cách đóng hộp của nó như này các bạn nhé. Chúng ta sẽ cùng đập hộp xem nào. Đây, quảng cáo này, 15W này. Tiện nói đến Qi2 nhé, Qi2 nó có một cái trang web để check. Thì giống như là anh em check cáp MFI, các bạn có thể lên cái trang web đấy gõ tên brand hoặc gõ trực tiếp cái mã sản phẩm vào để xem là chính xác cái mã đấy có được cấp chứng chỉ Qi2 đúng hay không, hay là cái brand họ mõm. Đó. Có một số trường hợp là một số brand mõm cái chuẩn Qi2 rồi đấy anh em ạ. Nên là trước khi mua thì anh em cứ check. Hoặc là ngay cả Urin này các bạn nhé, một số mẫu đế sạc của nó đều phân loại ra cùng một cái hình dáng y hệt như này, nhưng nó phân loại ra là cái loại hỗ trợ Qi2 và loại chỉ hỗ trợ Qi thôi. Thì lúc mua anh em cần lưu ý là chọn đúng phân loại để có thể nhận được cái sản phẩm hỗ trợ Qi2 nhé. Đó. 2 trong 1 này, nguồn đầu vào, input đúng không? Ở đây nó sẽ là dạng đế 2 trong 1 và cộng thêm một cái cổng CL các bạn. Chúng ta sẽ mở ra nhìn cho nhé. Đó. Wow, nhìn nó khá to các bạn. To vãi cả trưởng. Đây là cáp đi kèm này. Bóc ra xem chất lượng như nào. Mình nghĩ là nó cũng sẽ là vẫn có in logo đầy đủ này. Cáp này thì dài cỡ 1 mét rồi. Dây khá là mềm. Cái dây này thì nó không in ở đầu là 5A, thì chứng tỏ là cái dây này là dây 3A và có thể tải mắc được 60W các bạn. Bên dưới này là có sách hướng dẫn sử dụng này, anh em nên đọc qua nhé để biết các cái thông tin của món đồ chơi mới thôi. Bóc siêu. Trông lực vãi chưởng luôn. Bóc siêu màn hình. Ôi, dính thế. Ôi. Mở lên, đấy. Cái đế này thì có vẻ như là cái tư thế của nó sẽ khá là hạn chế. Nó sẽ chỉ như này thôi. Cái dạng này thì nó sẽ thích hợp cho anh em hệ iPhone nhiều hơn. Tại vì là tích hợp sẵn ở lưng iPhone, chúng ta đã có cái phần MagSafe rồi đúng không ạ? Mình sẽ cắm điện. Chúng ta sẽ cắm qua Power Z để xem là điện đóm của nó vào như nào. Đấy. Tiện đây thì lôi ra khoe với anh em, đây là một cái đế của Urin. Trong group là săn từ năm 2021 hay 2022 gì đấy. Mình vẫn nhớ là đợt đấy nó là đế 2 trong 1 và có một đợt sale rất là sâu, chỉ khoảng 200.000 cho cái đế này thôi. Thì ở đây chúng ta cũng có cái phần nam châm này. Mình vẫn sử dụng nó từ đó đến nay, vẫn hoạt động bình thường. Kể cả khi mà không cắm vào để sạc ấy, mùa hè thì sử dụng những cái đốc này sạc không dây nó khá là nóng cho máy, thậm chí là gặp cái tình trạng gọi là
iPhone ngừng sạc do nhiệt độ quá cao ấy, thì kể cả khi mà không sử dụng để sạc thì chúng ta cũng có một cái đế để giữ điện thoại các bạn, kiểu phone stand đúng không? Giữ điện thoại rất là linh động và rất là tiện. Đây mình sử dụng một chiếc iPhone 14 này, nó có thể hút vào như này, hút rất là chắc chắn nhá. Và các cái góc xoay này, các bạn có thể dựng đứng, có thể xoay ngang, đấy, rất là tiện luôn. Thì đấy là lợi ích của những cái dock kiểu như này. Thế còn với chiếc dock mới này, chúng ta sẽ có ở đây là Chi 2 này. Hy vọng là cái chất lượng video này của mình sẽ ổn. Tại vì để quay những cái video liên quan đến iPhone này thì mình sẽ quay bằng Samsung. Và đây là S24 Ultra và trông có vẻ như là video sẽ hơi cùi rồi. Thì ở chiếc đế này thì cái góc mở của nó không nhiều các bạn, không được sâu như cái đế bên này đây. Nhưng mà nó ở tư thế thấp hơn thì như này anh em đặt lên bàn thì sẽ gọi là đây, nó sẽ hút các bạn nhé. Và hút khá là chắc chắn. Ở đây thì mình dùng máy trần không ốp. Thế còn anh em nào dùng ốp thì hãy mua những cái loại ốp mà có vòng nam châm đúng không ạ? Tiếp đến ở phía sau này chúng ta sẽ có thêm một cái gọi là khu vực để sạc tai nghe các bạn nhé, 5W. Với những máy mà không có nam châm thì các bạn có thể để ở tư thế này, đặt máy lên. Ví dụ như mình có chiếc iPhone 11 không có nam châm ở mặt sau thì có thể đặt máy trực tiếp lên đây. Hai bên này cũng có hai cái tai, khá là giống với con RoboGan, nhưng mà đây là con RoboGan 65W nhé. Để anh em so sánh về mặt kích thước nhé, trông nó sẽ to như này luôn, to như cái nắm đấm của mình luôn này. Bù lại thì nó rất là vững chắc các bạn ạ. Mặt sau này chúng ta sẽ có cổng C in này. Và bên cạnh này, Urin cũng tích hợp cho chúng ta thêm một cổng C out. Cái cổng C này mắc 5W. Anh em có thể cắm thêm ra một cái thiết bị bên cạnh, ví dụ như sạc cho một chiếc đồng hồ chẳng hạn. Ví dụ như là những chiếc như là Apple Watch thì nó có những cái đế sạc nhỏ xíu mà cắm bằng cổng Type-C. Anh em cắm vào đây thì nó sẽ thành chạm sạc 3 trong 1 nhá. Mình không dùng Apple Watch, cũng không dùng những cái đồng hồ mà có sạc không dây, nên là mình không mua những cái phụ kiện kiểu đấy. Thế còn ví dụ nhá, với đồng hồ mà sạc bằng chuẩn sạc Qi, anh em có thể vứt vào đây. Ví dụ như mấy chiếc đồng hồ của Huawei, của Samsung là nó sử dụng chuẩn sạc Qi, anh em có thể bỏ vào đây. Hoặc là mua thêm cái đế mở rộng cắm sang bên cạnh này. Chỗ này chúng ta sẽ để tai nghe nhá. Bây giờ thì mình sẽ cắm vào đây để xem nó hoạt động như nào. Nó nhận profile ở đây là 12V các bạn nhé. Máy của mình thì đang 9% pin này. Nhận sạc rồi. Nhưng mà không thấy hiện pop-up nhỉ. Thực ra cái pop-up MagSafe này gần đây mình thấy máy của mình khá ngáo. Mình không biết là cái iPhone nào cũng như vậy hay là có mỗi máy mình. Mà cái máy của mình ấy, lúc nó hiện lúc nó không. Nên là trong một số video mình đã nhận định nhầm là cái sản phẩm đấy không có mắc, không có pop-up MagSafe. Nhưng thực tế thì do máy của mình. Đây rồi, trong video về cái cục USAM này. Đó, cái cục USAM này mình cứ tưởng là nó không có pop-up MagSafe nhưng mà nó có. Và lúc đấy máy của mình ngáo, mình test nó không lên. Mãi sau mình test thì nó lại lên. Thế còn cái đế này của Urin, đấy, nó lại lên này các bạn này. Đây là do máy của mình các bạn nhé. Chứ còn thực tế thì nó đã hỗ trợ như vậy là cái dock này có hỗ trợ cái pop-up các bạn ạ. Máy của mình nó ngáo đấy. Đấy, có pop-up MagSafe các bạn nha. Đã sạc 10% này. Lên iOS 18.0.1 này. Ngáo như vậy luôn. Chúng ta có thể xoay ngang ra để cái máy của chúng ta vào cái màn hình chờ này các bạn này. Các bạn có thể xem giờ, xem thông báo này. Đặt trên bàn như này. Trông nó sẽ như này nha. Dâng lên mức cao nhất này. Đó, cái góc của nó sẽ như này. Đó, chúng ta có thể đặt trên bàn làm việc. Cái đế này tính ra nó làm to như vậy là nó cho chúng ta cái cảm giác rất là vững chãi các bạn. Để xem nó nhận sạc vào là bao nhiêu. Ở đây thì chúng ta không có thiết bị để có thể đo được từ cái đế không dây này đẩy sang iPhone đang là bao nhiêu watt. Chúng ta chỉ có thể ước tính được dựa trên cái năng lượng nhận vào của cái dock này thôi các bạn. Và để xem nào. À, mặt trước này, đây, chính là thương hiệu đúng không ạ? Mặt của con RoboGan. Nhưng mà màu đen này nó cũng hơi tối, giống như là con RoboGan sạc 65W này. Trông nó không được sáng rực rỡ lắm. Không biết là sau này có bản màu tím không, nhưng mình nghĩ là cái cục này họ sẽ không làm phiên bản sáng màu đâu. Đây anh em có thể thấy này.
cả cái cụm đế này đang nhận vào là cỡ sấp xỉ 18W này các bạn này. Đó, nó sẽ đẩy lên sấp xỉ 19 cho mà xem. iPhone của mình đang gần hết pin mà. Như vậy là nó nhận vào sấp xỉ 19W khi mà đang chỉ sạc duy nhất cho cái iPhone này. Chứng tỏ là nó đang sạc vào cỡ 15W cho máy mình thật đấy. Chi 2 đấy các bạn. Còn ngay bây giờ nhá, mình chuyển sang cái đế chi 1 này, hoặc là bất kỳ một cái đế chi nào khác. Đây, chi 1 này, mình gọi luôn chi 1 cho dễ. Khi mà chuyển sang như vậy thì nó chỉ nhận max là 10W thôi nhá. Mình sẽ test cho anh em xem này. Đang 20W này. Với cái trạng thái pin như vậy, chúng ta sẽ cắm vào đây trước. Đó, nhận rồi này. Nó sẽ chỉ lên cao nhất là được cỡ 10W thôi khi mà nhận vào này. Thì đây là cái điểm khác biệt các bạn nhé. Thì các cái đế chi 2 này về mặt thông tin đó, là nó có thể sạc 0 dây 15W cho iPhone. Thế còn cái đế chi 2 của Apple, MagSafe 2 thì nó có thể lên được 25W. Nhưng mà cái đấy thì chắc là giá cũng sẽ mặn. Này, nó sẽ chỉ lên cao nhất được sấp xỉ 10W thôi các bạn nhé. Cái đế này mình đã dùng đến nay là hơn 2 năm rồi. Nên là mình cũng đã xem chán rồi, thử chán rồi. Nó chỉ lên cao nhất được cỡ 10W thôi. Thì cái thực công suất mà đẩy vào cho máy này thì cao nhất nó chỉ được 7,5W thôi. Đó, nó chỉ như này thôi các bạn. Kể cả cái đế này cũng như vậy này. Mình sẽ chuyển sang đế này cho các bạn xem nhé. Đó, nhận sạc này. Với cái đế này thì đây, chúng ta sẽ cùng chờ các bạn nhé. Đó, nó đang lên dần này. Nói chung cái đế này mình test nó chỉ loanh quanh 10W thôi. Tại vì nhá, lúc mình bung ra thì cái con chip trong này cha nó là chip hỗ trợ chi 2. Nhưng mà cái đế này quảng cáo ấy là chỉ là đế chi thôi. Và nó có thể lên được 30W cho hệ Xiaomi. Nhưng mà cái đế này bây giờ mình lại search thấy ngừng bán rồi chứ, hơi bị ảo. Đó, mình đang mua mấy cái đèn pin các bạn ạ. Dạo này dấn thân vào bộ môn đèn pin. Đấy, anh em thấy nhá, hai cái đế này mình test chỉ nhận vào cỡ 10W thôi. Nhưng bây giờ mình chuyển sang cái đế chi 2 này, nó sẽ nhận vào cỡ sấp xỉ gần 20W. Cùng với mức pin như vậy, test như này là các bạn sẽ thấy ngay được cái mức công suất thu vào của cái đế sạc. Còn chúng ta thì không có một cái thiết bị nào cụ thể để có thể đo được ở cái khoảng giữa này. Từ ông này đẩy sang ông này là bao nhiêu thì không có thiết bị đo, nên là chỉ có cách dự đoán này, bằng cái cách mà so cái công suất nhận vào của cái đế không dây. Đấy, các bạn có thể thấy nhá, chờ một lát nó sẽ đẩy lên sắp xỉ 20. Đó, lên 12 rồi này, 13 này, đó, 14 này, 15 này, đó, anh em có thể thấy này. Thì đây là sự khác biệt nhá. Còn những cái đế này cắm vào, nó chỉ nhận vào max là cỡ 10W thôi. Đó, lên sắp xỉ 20 rồi này. Thì đây là điểm khác biệt này. Tiếp đến thì chúng ta có thể đặt thêm một chiếc tai nghe True Wireless vào đây để cho nó nhận sạc. Mình không biết là sạc cả hai nó sẽ nhận như nào nhỉ. Cái con Huawei này, ok. Tinh một cái. Đó, sạc cả hai này. Nó còn tùy thuộc vào cái tai nghe này nó đang ở mức pin nào nữa. Mức vàng này còn chưa là mức yếu. Và cái tai nghe này thì nó chỉ nhận cỡ 3W thôi các bạn. Đó. Cái tai nghe thì thường chỉ nhận cỡ 3W thôi. Còn nhận sạc không? Cái tai Huawei này đã không nhận sạc này các bạn này. Tại vì ấy, cái vị trí cái sạc không dây của con Huawei này nó khá là dị. Mình sẽ đặt ngược lại xem nào. Đó, cái này có vẻ là thuận hơn này. Đó. Thì ở đây thì chúng ta có thể đặt vừa AirPod các bạn nhé. Quảng cáo là iPhone cộng AirPod mà. Đặt chỗ này đúng là vuông vuông của AirPod này. Hoặc là những cái đế sạc không dây dạng nhỏ nhỏ như này. Đấy, đặt phát nhận luôn này. Thế còn của ông Huawei này, cái quận coi này nó lệch xuống dưới các bạn. Nên là sẽ phải đặt tư thế này. Nhận sạc rồi này. Đó. Ông này thì cũng gần đầy pin nên là nó chỉ đẩy lên thêm 1-2W thôi. Bỏ ra xuống còn 19 này.
đặt vào thì cỡ là 21 này. Đó. Con Huawei FreeClip này vẫn là một con tai nghe mà mình dùng rất nhiều luôn. Đó. Nó không thuộc diện yếu pin nên là nó chỉ nhích lên cỡ 1-2W thôi. Vì những cái tai nghe True Wireless nó cũng ăn rất là ít điện các bạn. Ok. Các bạn có thể xoay dọc này, xoay ngang này. Rất là linh động và nó hút chặt này. Con này thì cũng có pop-up này. Từ nãy giờ chúng ta đã sạc được 17%. Lên đến 17% rồi. Tiếp đến thì về phần bản lề, nhìn nó cũng khá to và nặng. Trông ở đây có phải bằng kim loại không? Ngoài chỗ này bằng kim loại các bạn ạ. Này mình cạo một tí cho các bạn xem nhé. Đằng nào mình cũng để dùng mà. Bản lề bằng kim loại các bạn nhé. Đấy, có nhiều anh em là chưa mua là đã sợ hỏng giống mình cũng thế. Nói chung là về mình thì cứ ưu tiên gọi là ăn chắc mặc bền. Thì cái bản lề này bằng kim loại này các bạn này, và nó rất là kiểu nó có độ giữ, đến đây thì nó mới sập xuống này, còn ở các cái tư thế này thì nó đều có cái độ lì để giữ lại. Đó. Trên này chắc chỉ là một cái đế thôi. Bên cạnh này thì các bạn cắm mở rộng ra đúng không? Thông số sẽ là được 5W khi mà cắm ở đây ra. Chúng ta sẽ cùng xem một lượt, sau đó thì thử xem là có bung nổi không các bạn nhé. Mình nhìn này thì khả năng là có ốc đấy, biết ngay mà. Uầy, nhưng mà ốc ở sâu các bạn. Mình có cái tua vít nào xuống được chỗ này không? Yeah. Những thứ giữ tháo, dễ tháo như này rất là thích. Mình đang mua một bộ tua vít của Urin nữa. Đu đỉnh. Nhưng mà nó còn chưa về tới các bạn. Bộ mà anh em gần đây là trên group còn chơi cả tua vít. Cái này của mình bây giờ bị han này. Bộ này của mình mua được chắc phải cỡ 4 năm rồi. Mình nghĩ là bên trong này sẽ phải có mấy cục tạ vì mình thấy nó khá là nặng. Cái này phải cỡ 300-400 gram. Và mua cái cân tiểu ly mà vừa lười vừa tiếc tiền, mua đồ xịn thì nó đắt quá mà mua đồ rẻ thì lại không đành lòng các bạn. Tua vít này của mình bị han nên là cũng mới đặt theo anh em bộ Ugreen. Mình săn sale còn bị đu đỉnh nữa. Thấy mọi người săn sale chỉ khoảng 200k thôi. Bộ đấy gọi là sử dụng thép S2 à. Mình thì không biết nhiều về tua vít. Thấy anh em comment bảo là bộ đấy là giống bộ Nanch hay là bộ gì đấy. Cũng sử dụng thép S2 thì cái bộ Ugreen nó rẻ hơn mà lại không sợ dính hàng fake. Tháo được ốc ra rồi mà. Bốn con ốc rồi mà. Ừ. Tưởng là dễ tháo. Chỉnh sửa bọn này. Đây. Đáy ra rồi các bạn ạ. Đáy này thì phải gọi là cụ tổ của thép luôn. Tháo ra cho các bạn xem tận mắt cái cục thép này nhá. Rồi, bắt ốc chặt thế. Chất không anh em? Cái này mà độn vào trong cục sạc nào đấy thì chắc là nhiều sạc thủ gọi là khen lấy khen để. Chúng ta có thể lấy cái này lên một cách dễ dàng không nhỉ? Mình sợ còn phải cậy cái mặt này ra ấy.
Mình vừa phải giã hàn bốn cái mối hàn này các bạn. Định cố chấp nhưng mà khả năng là không ăn thua. Vẫn phải giã hàn thôi. Rút hai cái module này ra. Ơ nhỉ, quên không giã hàn nốt mấy cái mối này. Uầy, có vẻ là tháo từ dưới lên là cũng chỉ tháo được đến đây thôi các bạn ạ. Mà muốn tháo tiếp thì chúng ta tháo từ trên xuống. Thế nhưng mà ở đây thì các bạn đã nhìn được, à đây, nhìn được hết rồi. Khu vực này chỉ có mấy cái đèn LED thôi anh em ạ. Mấy cái nhân LED thôi. Chết rồi, chạy. Lấy cái khăn này để lau đi các bạn. Đó. Ok. Nhìn từ dưới lên này các bạn này. Chúng ta, ui dồi, đây lại còn thêm nữa này. Quá là nhiều thép luôn. Chỗ này cũng dày không kém các bạn, cũng không nhắc được ra cơ, nó dán rồi, các bạn thấy này. Cộng thêm hai cái miếng này này, đó, để nó làm cho cái đế này của chúng ta nó sẽ trở nên vững chãi hơn các bạn nhé. Khu vực này thì chỉ có đèn LED thôi, chứ cũng không có gì. Đây là khu vực bo mạch chủ này. Các bạn sẽ thấy cổng tai C vào của chúng ta thì sẽ là hai cổng ra vào. Nó đều là khung thép rất là cứng các bạn nhé. Và được hàn chân xuyên PCB. Anh em có thể yên tâm sử dụng trong thời gian dài, không lo bị rão hay là bị lỏng cổng. Tiếp đến thì dây này là dây lên cái module chi 2 ở phía trên. Thế còn bên dưới này chúng ta chỉ có module chi thôi. Các bạn sẽ thấy các thành phần linh kiện của nó thì sẽ nằm ở đây. Ở đây thì chúng ta sẽ có cụ hai con MOSFET này kèm các cái tụ cộng hưởng của cái mạch sạc chi ở bên dưới này. Đấy, bên dưới này chúng ta có chuẩn sạc chi này. Tiếp đến thì con IC chính của chúng ta ở đây là gì đây? Đây có mã của nó các bạn nhé. Anh em có thể Google datasheet. Mình sẽ Google nhanh thử xem nào. 90355 CV. Để mình sẽ Google một chút các bạn nhé. Tiện thể chúng ta sẽ tháo luôn cái phần bên trên này, khả năng là cũng tháo được. Nhưng mà không biết là tháo từ dưới lên hay là tháo từ trên xuống các bạn. Chỗ này sẽ có một cái miếng đệm bằng cao su này. Ôi, gắn keo các bạn ạ. Khoan, để như này cho ngầu các bạn ạ. Mình đã tháo cái gì ra chưa nhỉ? Giờ mình cắm điện chắc nó vẫn lên bình thường anh em ạ. Đó. Ôi thật, dụng mất một viên 500 rồi. Hay, phá hoại quá. Cái này gắn lại chắc vẫn chạy bình thường. Không có vấn đề gì lắm. Gắn rất nhiều keo này các bạn này. Đó. Nên là anh em không sợ hiện tượng bị flake hay là op amp đâu. Nhưng mà đến đây chúng ta vẫn chưa nhìn thấy cái module. Hay là lên trên này là không, mình nghĩ nó sẽ là một cái module chi 2 riêng ở trên này. Hay là nó chỉ có cuộn coi nhỉ? Chúng ta có lấy được cái cụm này lên không? Gắn keo rồi. Đây, ui giời. Bảo sao mà. Đó. Wow, tản nhiệt này các bạn này. Thermal pad này. Đây nha. Khá dày. Và nó được tản xuống bên dưới này là một tấm kim loại này. Anh em có thể nhìn thấy tấm kim loại màu trắng này. Đó.
Tiếp đến thì đây sẽ là cái module chi 2 các bạn ạ. Module chi 2 thì sẽ nằm ở đây. Thì đây chúng ta có một con IC, uầy, tên khó nhìn đấy. Đây rồi. 17182420. Đây là mã của IC các bạn nhé. Anh em có thể tra. Mình sẽ Google nhanh thử. Và đây còn có cả logo của Ugreen này các bạn này. Cái này ấy, nó là một cái module chi 2 riêng các bạn. Nên là anh em có thể cắt bỏ cái cụm này. Xong rồi đấu sang một cái dây tai si khác. Thì ở đây chúng ta sẽ có dây cộng, dây trừ và dây data này. Đó. Thì có thể hỗ trợ được thành một cái đế chi 2 riêng. Đó. Nhưng mà chắc là không nên làm như vậy để làm cái gì cả. Hello anh em, mình đã quay trở lại sau khi Google nhanh các thành phần linh kiện chính trên bo mạch của chạm sạc không dây này. Ở bo mạch phía bên dưới này, anh em sẽ thấy linh kiện tập trung chủ yếu ở một mặt như này. Bên dưới này chúng ta sẽ có cổng C đầu vào này. Ở đây có cuộn cảm và tụ điện lọc nguồn đầu vào các bạn nhé. Mặt bên trên này, anh em sẽ thấy PCB chia ra làm 3 khu vực chính này. Sẽ thấy nó ngăn cách với nhau bằng cái đường này đúng không ạ? Thì đây là một khu vực này, đây là một khu vực này, và đây là một khu vực nữa này. Theo tra cứu của mình thì ở đây chúng ta sẽ có con IC điều khiển chính. Zoom lên nào. Có mã là CVS Micro CV90355. Đây là con IC điều khiển chính, và con IC này là con IC điều khiển sạc không dây, tức là nó có thể điều khiển được 3 cái cuộn dây các bạn nhé. Thì ở đây nó làm một cái nhiệm vụ là nó chia riêng ra làm 3 khu vực các bạn. Nó có thể điều khiển 3 khu vực sạc hoặc là 3 cuộn dây. Thì các bạn có thể thấy ở đây chúng ta đã có một cái khu vực sạc không dây này. Có các cái tụ điện cộng hưởng được kết nối song song với nhau này. Có hai cái MOSFET này, kéo đẩy này. Và có một cái cuộn sạc không dây ở phía bên trên này. Như vậy là chúng ta đã có một cái cụm sạc đầu tiên do con IC điều khiển chính này điều khiển trực tiếp này. Tiếp đến thì đến đây chúng ta sẽ có hai con IC có mã là SC8101 các bạn nhé, con nhỏ nhỏ này. Đó, máy này đấy nét đần quá. Kèm theo một cuộn cảm này. Đó, mỗi bên này các bạn sẽ có một cái. Thì một cái cụm này nó sẽ điều khiển điện đầu ra. Đây là cái mạch chuyển đổi DC-DC. Nó sẽ điều khiển điện đầu ra cho cái cổng C-out này để các bạn cắm thêm thiết bị ngoại vi các bạn nhé. Ví dụ như là một cái đế sạc cho Apple Watch ở bên ngoài, hoặc là cắm thêm để sạc cho một cái đồng hồ nào đấy ở bên ngoài. Tiếp đến cái cụm bên này cũng tương tự, chúng ta cũng có SC8101 này, kèm theo một cái cụm linh kiện như vậy, với nhiệm vụ là cấp điện DC lên phía module phía bên trên này. Thì bên trên này nó chính là cái trái tim của bộ này đúng không ạ? Nó sẽ là cái cụm module hỗ trợ sạc không dây chi 2. Đó. Thì ở đây chúng ta có toàn bộ các thành phần linh kiện ở đây. Anh em sẽ thấy là con IC điều khiển chính của nó là đến từ Voda, có mã là VD1718 các bạn nhé. Chính là con lớn nhất ở đây. Đó. Bên cạnh này các bạn sẽ có các cái cụm IC khuếch đại và băm xung này. Đó. Ở đây chúng ta có cụm các cái tụ điện cộng hưởng sẽ được mắc song song, và có các cái MOSFET để kéo đẩy này. Bên cạnh này các bạn sẽ có một cái cuộn cảm. Cuộn cảm này thì ngay phía bên dưới này các bạn nhé. Đây anh em sẽ nhìn thấy ở cái vị trí này, chúng ta sẽ có một con cảm biến nhiệt các bạn nhé. Như vậy là nó có cảm biến nhiệt độ đầy đủ này. Và đây là toàn bộ các thành phần linh kiện của nó. Bên dưới này mình nhìn thấy loáng thoáng vào trong này. Đây chính là khu vực chứa các cái đèn LED ở cái mặt LED phía trước. Và đây nó có ngày tháng sản xuất luôn các bạn. 2024 tháng 7 ngày mùng 5. Và bây giờ mới là tháng 10 các bạn. Thì tính ra là cái cụm này nó mới ra mắt mà. Nó mới lên Shopee được vài tháng trở lại đây. Hôm vừa rồi thì mình săn được với giá là 620. Thì tính ra nhé, mình vừa check lại trên Lazada luôn. Tính ra đây là một cái chạm sạc 2 trong 1, có thể coi là 2 cộng 1, 2 trong 1 cộng 1, chuẩn sạc chi 2 mà rẻ nhất trên thị trường ở thời điểm hiện tại luôn. Và chưa kể đến nó đến từ một cái brand mà khá là quen thuộc, khá là tín. Đó. Mình vừa search thêm thì thấy gần như không có một cái đế nào có chuẩn chi 2 ở mức giá này nhá. Mình search Google trên Shopee Lazada thì thấy có một cái brand khác, nó tên là ZAZG. Nó quảng cáo là cái chạm 3 trong 1 hỗ trợ chi 2.
Với giá là 700, tức là xem về URL này, nhưng mình lên cái trang chứng chỉ của Chi 2 để check thì cái brand đấy lại không có tên là được cấp chứng chỉ Chi 2, không có mã sản phẩm nào có Chi 2 của cái brand đó cả. Đấy. Nên là anh em mua sản phẩm Chi 2 ở thời điểm hiện tại thì nếu như các bạn không check thì các bạn cũng hãy tìm những cái brand mà kiểu nổi tiếng, đỡ bị thuốc nhầm lừa chẳng hạn, đúng không? Hoặc là những cái brand như kiểu Edsager ấy, thì riêng cái đế sạc mà Chi 2 chỉ có một cái đế thôi là nó đã bán 460.000 rồi. Còn ở đây thì chúng ta có thể săn được cái trạm này với giá là khoảng 600, 2 trong 1 và với thiết kế như này. Đó. Thì với mình thì ở thời điểm hiện tại nó đang là rẻ nhất và mình tin rằng trong tương lai mà những cái đợt sale lớn các thứ thì cái bọn URI này nó khá là thường xuyên sale. Thì đây cũng sẽ là một cái lựa chọn mà mình nghĩ là đến từ một cái brand quen thuộc này, uy tín luôn. Và với mức giá tốt, không hề đắt một chút nào ở thời điểm hiện tại mình đang quay như này. Và tương lai thì mình nghĩ là cũng như vậy, cái bọn URI này mình mua thời điểm này chắc hẳn là vẫn đang đu đỉnh rồi. Ok, trên đây là toàn bộ các chia sẻ của mình về một cái chặn sạc Chi 2 mà mình săn được với mức giá là 620 nhé. Mình sẽ để link bên dưới cho anh em nào quan tâm thì có thể tham khảo và săn sale. Đồng thời thì mời các bạn cùng tham gia vào các group mình để link ở bên dưới như là Cuồng Tai Nghe True Wireless, Cuồng Sạc, nơi chúng ta cùng thảo luận, hỗ trợ nhau trong quá trình sử dụng và cùng nhau săn sale các sản phẩm công nghệ với mức giá tốt nhất. Giờ thì mình sẽ lắp mấy cái này lại.